Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Phiên bán của ngày 22 tháng 4 2024, gia đình lại lên một số mã đang hàng rời để chia sẻ với anh em sưu tầm về để làm dấu. Đấy. Mặt hàng của gia đình hôm nay chủ yếu là trồn với tàu màu sắc thôi. Đấy. Giờ đi vào các mã để đỡ mất anh em mất thời gian. Mã số 1. Mã này cây rất là to và đều. 230.000 đồng. Anh em xem thân nhé. Một, thân hoa này. Hai, thân này để nhánh này. Ba, bốn, năm, thân này hoa rất dài. Sáu, thân này cũng hoa dài. Bảy, tám, chín, mười, mười thân, thân này rất đẹp to này, nó ngắn đấy, 230.000 đồng. Mã số 1. Mã số 2 thì 150.000 đồng. Mã này thì cây có một số cây thì cũng nhỏ hơn một chút, đây hoa cũng rất dài. Một, hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 thân. Với giá là 150.000 đồng. Đấy. Mã số 3 cũng 150.000 đồng. Thân này, hoa dài. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 thân. Mã 13 11 à xin lỗi mã 3 11 thân. Và ở đây là mã 4, cũng 150.000 đồng. Mã này thì nhiều thân hơn. Đây là có một thân này ạ. Một. Ở đây là một dề. Có, chỗ này có 3 thân. 3 này. Và thân ở bên này thì nó bé hơn một chút. 1, 2, 3, 4, 5 này. 6, 7, thân này hoa dài. 8, 9, 10, ở đây là một khóm, 11, 12, 13 thân, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 thân, 150.000 đồng. Và ở đây có cái mã này có cả nguyên bản mới là hàng rời. Hàng rời thì có thân rất là to. Đôi khi là nó lá nó bị cụt từ rừng thì bị sâu bọ ăn. Thân rất là to này, rất là phí. Ngoài hoa này rất dài. Một thân. Thân này. Ngoài hoa đấy ạ. Hai ngoài hoa ra. Đấy. Hai này. Này phải kéo để không gãy mất nụ. Hai thân to này và một cái mẫu nguyên bản thế này, mẫu nguyên bản này. Nguyên bản rất là đẹp. 120.000 đồng mã số 5. Và đây là mã số 6. Mã số 6 thì 150.000 đồng thôi. Mã này thì nguyên bản rất đẹp. Đây ạ. Mỗi thân là hai vòi hoa. Anh em xem cái lá đẹp không ạ? Cắt từ rừng về cây, cành cây khô rồi nhá. Được hai thân. Một trăm năm mươi nghìn đồng. Mã số 6.
Mã số 7 cũng như vậy. Nhưng mã này thì được 3 thân. Đây. Thân ở dưới thì được hai vòi hoa, còn hai thân ngoài thì một vòi. Cũng nguyên bản. 150.000 đồng. Và đây là mã số 8. Mã số 8 là trồng trên cây dớn. 120.000 đồng. Đây. Đây là vòi hoa. Được hai vòi hoa. Trồng trên cây dớn 120.000 đồng. Còn đây là mã số 9. Mã số 9 là lẫn cả tam bản sắc với chồn, tam bản sắc thì hai được hai vòi hoa. Đang ra nụ rất là đẹp này. Đấy, đang chuẩn bị là ra nụ. Còn chồn thì được hai thân. Một thân thì ra hoa, một thân bên thì chưa. Như thế này. Mã này chỉ 100.000 đồng anh em nhé. Mã số 9. Và mã số 10 là chia sẻ với anh em là hàng tam bản sắc rời. Hàng tam bản sắc rời rất là đẹp. Lá xếp đây này. Mã này chỉ 100.000 đồng thôi. Mã số 10 được 1. Đang thân hoa. Thân rất bé nhưng hoa. 2. Lá đẹp chưa? 3. Đây là rụt đây này. Nhưng mà tuy nhiên là hơi ngắn một chút. Cây già ra hoa của trước này. Đây là hai thân. Ba này, bốn này. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín, mười. Mười thân này. 100.000 đồng thôi anh em nhé. Anh em sưu tầm là những cái mã này trồng rất là tốt, vừa được xem hoa. Mã số 11 cũng 100.000 đồng, cũng bằng tương tự như thế thôi. Đây ạ, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hai thân này thì kẹp 9, 10 11. Mã này cũng 100.000 đồng anh em nhé. 100.000 đồng. Và đây là cái mã tam bản sắc cuối cùng, mã 12. Mã này rất đẹp anh em nhé. Và to. Đây một thân này. Một này. Thân nào cũng ra hoa, hoa rất là dài. Hai. Đấy, hoa này ạ. Ba. Thân này hai vòi hoa. Đấy. Này là dòng lá xếp đấy. Đây bốn. Thân này có vòi hoa nhưng mà hoa là gần rụng hết, họ quá trình vận chuyển. 5. Đây ạ. Ngoài hoa này. 6. Rất là đẹp. 7. Đây là thân thứ 7 đấy. Đó. 230.000 đồng anh em nhé. Mã số 12. Và đây là mã số 13. Cũng là cái mã cuối cùng. Ở đây là râu rồng anh em nhé. À, hay là còn gọi là thông đất, có rất là nhiều tên gọi khác nhau. Đấy, trồng ở trên cái chậu nhựa thôi. Cây đang phát triển rất là đẹp. Rồi anh em treo ở sảnh. Còn đây là một có hai loại. Một loại dáng đứng như thế này. Còn đây là dáng suông. Cũng là râu rồng đấy anh em ạ, đây là dòng khác nhau. Thân rất là đẹp. Đang để nhánh. Đây là đang bắt đầu dòng mổ gốc. Đây, đang phát triển. Chỉ có 100.000 đồng thôi cái mã này. Và cũng là cái mã cuối cùng. Cảm ơn anh em đã xem video. Mong anh em chốt lại cho mã nhà mình những cái mã ưng ý. Xin chào anh em nhé.